Rồi, xin chào các bạn quay lại với channel của mình. Mình là Gắt Nguyễn Channel đây. Bên kia xe người ta đang làm đường quá trời ồn rồi. Thì hôm nay mình thay cái bật đèn đèn trước, đèn đùm của xe này với thay vỏ sau. Vỏ sau mình có vỏ thì lớp thì mình có thay cho các bạn xem rồi. Thì bật đèn mình cũng có thay cho các bạn xem rồi. Thì hôm nay lên chỉ cho các bạn kinh nghiệm một tí để các bạn ở nhà khi muốn thay đèn ở nhà thì cũng biết mà để giữ cái bật đèn của mình bền hơn các bạn. Thì đây là các bạn cái bật đèn mới mình mới đóng vô nè. Đùm thì đùm quen pha xài 6301. Mình mới đóng vô rồi. Thì cái chuyện lưu ý là lưu ý cái gì? Thì đây. Khi các bạn thay bật đèn á thì đây là cái phốt đùm đó nè, cái phốt đùm ở ngoài này nè. Cái phốt đùm nó chặn ở ngoài nè các bạn. Thì khi các bạn thay bật đạn á thì các bạn nên thay luôn cái phốt này nha các bạn. Thay luôn cái phốt này. Đây là cái phốt mới nè, đây là cái phốt cũ. Các bạn nên thay luôn cái phốt. Tại vì á khi mà cũ á chạy lâu ngày á nước này kia nó vô các bạn nó bị lỏng nè các bạn thấy không? Cái phốt cũ nè, lỏng le nè thấy không? Nước nó sẽ vô nó sẽ làm hư cái bật đạn. Là cái bật đạn ở bên 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 phốt bên đùm bên phốt này là hư hoài luôn á, là do cái phốt. Đợi con chút đi, con đang làm này mà. Chút mới qua đó là thay cái phốt này nha, đồng thời là nước nó vô. Ông đi chưa? Rồi qua liền. Rồi đợi cho cái tại vì đang nói chuyện với khách thôi các bạn, nói lại cho các bạn nha. Thì các bạn thay cái phốt này để đừng có cho cái nước nó vô, bật đèn mau hư lắm. Tuy mới mới chứ nước vô là hư nha các bạn. Đây cái phốt cũ nữa nè, đó phốt cũ lỏng nè các bạn thấy không, là các bạn phải thay cái phốt mới. Đó là nó sẽ bót lại, nước nó không thể nào vô được đó, không nó không không có vô ở trong trong đây. Thì đương nhiên nó là cái bạc đạn của mình nó sẽ xài bền lâu một chút nữa các bạn. Thì các bạn có thay bạc đạn nhà thì có đi mua cái bạc đạn á, cái bạc đạn đó thì các bạn mua luôn cái phốt này nha các bạn, mua luôn cái phốt này đi cho nó an toàn, xài cho nó lâu tí, đừng có cho nước vô. Để nước vô là nó hư, là mình bây giờ bạc đạn tốt cỡ nào các bạn mà không thay cái phốt này mà nó bị lỏng á thì nó sẽ hư hoài luôn nha các bạn, nó hư hoài luôn á, phải buộc phải thay phốt vậy thôi. Còn cái này á thì có thể giữ lại xài được. Cục canh này á tuy nó gì nó sọc gì nhưng mà giữ lại xài được ha. À, gọi là đây chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn tí vậy ha. Rồi các bạn xem kênh mình thấy hay, hãy like, subscribe và chia sẻ nhiều người cùng biết nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn.